Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Việt Nam và các nước có chung Biển Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động tăng cường sức mạnh quân sự, đe dọa sự bình yên vùng biển, vùng trời của các nước trong khu vực. Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng là một lần nữa phải đăng đàn yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt các hành động liên tục ảnh hưởng đến an ninh biển đảo của Việt Nam. Phát ngôn này được đưa ra sau khi hạm đội Nam Hải của Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-20 từ các đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc còn nhiều lần ngang nhiên đưa tàu tên lửa tấn công nhanh, tàng hình và tàu chiến ra khu vực này thực hiện tập trận, thách thức các nước nhỏ. Vậy Việt Nam đã làm gì trước những hành động ngang ngược và nguy hiểm của Bắc Kinh? Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ trong đầu là kiểu gì rồi cũng quan ngại rồi chấm hết. Không đâu ạ. Quan ngại thì vẫn quan ngại, đó là nguyên tắc ngoại giao, tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Nhưng trên thực địa, chúng ta cũng chưa có những hành động hết sức mạnh mẽ và kiên quyết để phản đối những lần Bắc Kinh làm trái. Bắc Kinh mang vũ khí ra đảo, ta cũng mang. Bắc Kinh mang tàu chiến, ta sợ gì mà không mang. Thậm chí Bắc Kinh tiến hành tập trận hải quân, Việt Nam cũng tập trận. Những hành động quyết liệt của Việt Nam đã khiến cho các cường quốc như Nga, Mỹ phải nể ra mặt. Vậy chính xác thì Việt Nam đã làm gì để phản đối Trung Quốc? Báo chí quốc tế đã nói gì về những hành động cứng rắn của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video này nhé! Các bạn thân mến, vừa qua, báo Philippines Daily Insider dẫn một báo cáo từ chính phủ Philippines cho hay một tàu tuần tra nước này vừa qua đã phát hiện 3 tàu tên lửa tấn công thuộc Type 022 cùng một tàu tiếp tế neo đậu bên trong đá Vành Khăn. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng quân sự hóa đảo nhân tạo trái phép ở đá Vành Khăn, biến nó thành một căn cứ quân sự để phục vụ tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng yêu sách chủ quyền phi lý. Các tàu Type 022 được trang bị bệ phóng tên lửa có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý trên giờ, khoảng 70 km/h và được coi là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, ai cũng biết rằng đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trước đó, khoảng 220 tàu dân binh Trung Quốc cũng bị phát hiện ngang nhiên dàn hàng gần đá Ba Đầu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước hành động ngang ngược của Bắc Kinh, một mặt Việt Nam lên tiếng phản đối gay gắt trên truyền thông khẳng định hành động của Bắc Kinh là phi pháp, khẳng định Việt Nam đủ bằng chứng chứng minh chủ quyền tại những địa điểm này. Nhưng mặt khác, Việt Nam rất quyết liệt khi cử luôn tàu hộ vệ tên lửa uy lực mang tên Quang Trung ra Trường Sa để dằn mặt Trung Quốc. Tàu hộ vệ Quang Trung đã tổ chức diễn tập các tình huống chiến đấu phối hợp với trực thăng săn ngầm tại quần đảo Trường Sa. Đây là một hành động hết sức cứng rắn của Việt Nam vì tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là một tàu chiến hạng nặng có chức năng tàng hình săn ngầm, săn tàu ngầm chống lại các loại tàu chiến mặt nước. Ngoài ra còn được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, trong đó vũ khí chính của 016 Quang Trung là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không PAMA, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Tàu có thể mang theo một trực thăng K-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Chiến hạm 016 Quang Trung được đưa vào biên chế lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam từ tháng 2 năm 2018. Các lực lượng trên tàu đã tích cực khổ luyện để có thể làm chủ con tàu một cách thuần thục. Hành động đưa tàu chiến khủng với trang thiết bị hiện đại và nhiều vũ khí hạng nặng thực hiện diễn tập một cách hết sức bài bản ở Trường Sa là một cú vả trực diện cho hành động ngang nhiên và coi thường nước khác của Bắc Kinh. Có lẽ Bắc Kinh nghĩ rằng Việt Nam không có gan làm những việc như vậy và không đủ tiềm lực để làm điều này. Nhưng thực sự là Bắc Kinh đã nhầm. Thực tế là vào năm 2016, trong khi truyền thông các nước khá kín tiếng thì báo chí nước ngoài, đặc biệt là báo chí Mỹ, Nga lại đưa tin khá rầm rộ và có một số bài phân tích sâu sắc về việc Việt Nam triển khai các bệ phóng tên lửa di động mới trên quần đảo Trường Sa. Cụ thể,
Tờ Reuters của Mỹ khi đó đã thông tin Việt Nam đang âm thầm triển khai pháo tên lửa dẫn đường chính xác ở Biển Đông. Theo nhiều nguồn tin mà tờ này thu được, thì hệ thống tên lửa pháo binh tầm xa được Việt Nam trang bị là hệ thống Extra. Các Extra là một hệ thống vũ khí di động cao và có thể được cài đặt trên một trong hai chiếc xe tải hoặc trong một cài đặt cố định. Việt Nam mua sắm các bệ phóng tên lửa di động mới, đặc biệt ở Trường Sa vì nó vận hành một cách đơn giản. Nó chỉ sử dụng một hệ thống radar nhỏ nhẹ và chi phí bảo dưỡng rất thấp. Vòng Extra được trang bị hệ thống định vị quán tính dựa trên GPS, có tầm bắn lên tới 130 km, 81 dặm, có thể mang đầu đạn nặng 125 kg và hệ thống này sẽ giúp kiểm soát được các khu vực xung quanh Trường Sa như đảo Subi, Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Bài báo của Mỹ cũng thông tin, theo trang website của nhà sản xuất, Extra có hiệu quả chống lại một loạt các mục tiêu có lợi nhuận cao trên chiến trường, chiến thuật như các trung tâm chỉ huy và liên lạc, cơ sở hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hơn thế nữa. Cũng theo tác giả bài viết này, ngoài hệ thống tên lửa tầm xa này, Việt Nam còn mua các hệ thống tên lửa bờ biển tầm xa K-300 Basin do Nga sản xuất vào năm 2011 và hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 PMU-2 vào năm 2012. Việt Nam cũng đã mua được một số hệ thống mới như tên lửa hành trình chống hạm và tấn công đất liền, bao gồm tàu tên lửa hành trình siêu thanh 3M14 Aircraft có khả năng tấn công Trung Quốc đại lục. Do đó, việc triển khai Extra trước hết được coi là một động thái của Việt Nam để gửi thông điệp cảnh báo tới Bắc Kinh. Tác giả bài viết cũng đưa ra bình luận việc làm của Việt Nam chủ yếu với mục đích phòng thủ, ngăn chặn Trung Quốc triển khai các tàu của Hải quân trong các kịch bản được gọi là vùng xám của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc Trung Quốc sử dụng lực lượng cảnh sát biển và tàu dân quân biển để phong tỏa các đảo của Việt Nam. Tương tự nói về sự kiện này, tờ Japan Times đã đưa ra những bình luận khá sắc sảo của các chuyên gia quân sự đến từ nhiều nước. Bài viết có tựa đề Việt Nam đưa các bệ phóng tên lửa ra Trường Sa đã kết luận rằng động thái đưa rocket ra Trường Sa của Việt Nam không phải là một bất ngờ. Thay vào đó, nó là một diễn tiến logic nếu xét biến quỹ đạo của tình hình tranh chấp Biển Đông lúc đó. Theo các chuyên gia, lý do Việt Nam làm như vậy là để bảo vệ tốt hơn lợi ích của mình ở Biển Đông. Để theo đuổi mục tiêu này, Việt Nam đã có một chương trình hiện đại hóa quân sự trong một thời gian dài. Trước đó, tác giả bài viết được dẫn chứng. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tổng số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 đến năm 2015 đã tăng 699% so với giai đoạn 2006 đến 2010, đưa Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 trên thế giới trong cùng thời gian. Hầu hết các loại vũ khí và trang thiết bị mới đều liên quan đến các năng lực trên biển. Các bệ phóng tên lửa Extra mà Việt Nam triển khai tới quần đảo Trường Sa được cho là được nhập khẩu từ Israel, một trong những đối tác quốc phòng mới nổi của Việt Nam. Chúng góp phần vào nỗ lực của Hà Nội nhằm xây dựng một mức độ răn đe khả tín, chống lại các cuộc tấn công có thể có vào các thực thể trong quần đảo Trường Sa hiện đang do Việt Nam kiểm soát. Tác giả bài viết cũng cho rằng việc triển khai các bệ phóng tên lửa được báo chí nước ngoài đề cập đến là có lợi cho Việt Nam. Điều này có thể giúp Việt Nam phát tán thông điệp với Bắc Kinh rằng không chỉ về các năng lực sẵn có của Việt Nam mà còn về quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc bảo vệ các lợi ích của mình trên Biển Đông. Ngoài ra, từ quan điểm của Việt Nam, việc triển khai các bệ phóng không phải là động thái khiêu khích, leo thang mà được coi như một phản ứng cần thiết để chống lại các mối đe dọa mới được thiết lập bởi Bắc Kinh trên Biển Đông. Truyền thông Mỹ cho rằng các phản ứng mạnh mẽ nhưng được tính toán kỹ lưỡng là cần thiết để bảo vệ tốt hơn lợi ích của Việt Nam ở đó. Tác giả cũng đưa ra bình luận và cho rằng từ góc nhìn lịch sử, việc triển khai các sản phẩm rocket cũng thể hiện cách làm truyền thống của Việt Nam khi ứng xử với Bắc Kinh, đó là dựa trên sự tôn trọng và thách thức. Trong mối quan hệ này, Việt Nam là một nước nhỏ, vì vậy Việt Nam luôn mong muốn duy trì quan hệ hòa bình và ổn định với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã sẵn sàng đứng lên chống lại Trung Quốc nhiều lần khác nhau khi chủ quyền, quyền tự chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã được gắn kết nhiều hơn trên các lĩnh vực. Chính vì vậy, thế giới đều nhận ra rằng việc triển khai các bệ phóng tên lửa ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích phòng vệ, không nên khiến các nước trong khu vực quan ngại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!